The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin tái ngộ với khán giả trong chương trình The Jimmy Show. Hôm nay Jimmy rất vui được mời một vị khách đến từ rất xa, đến từ tiểu bang Texas, Houston. Quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Xin chào cô. Chào Jimmy và tất cả khán giả của The Jimmy Talk Show. Đúng rồi, cảm ơn cô thật nhiều. Và nói hôm nay cô cháu mình cũng có một cái cơ duyên gặp nhau trong chương trình này, bởi vì khán giả cũng có yêu cầu con mời cô lên chương trình của con để nhớ về những kỷ niệm của một thời mà cô đã hát với ban Việt Nhi nè, cũng như cô đóng phim trước đây. Yeah. Con cái này con được biết á, mới tìm hiểu và mới biết là cô cũng có dòng máu Pháp ở trong người. Cái này như nhiều người ít người biết. Thật ra thì ba của cô là Tây Lai. Yeah. Có nghĩa ông nội cô là người Pháp, rồi đi qua Việt Nam. Yeah. Quận Nam chắc từ cái thời Đệ Nhất Đệ Nhị Thế Chiến lâu lắm mà con. Yeah. Thì mới lập gia đình với bà nội ở ngoài Hải Phòng, ở Bắc á. Yeah. Rồi sau đó thì ba cô vô Nam. Ba cô vô Nam thì ba cô mới gặp mẹ cô người Cần Thơ. Thành ra cô, mà mẹ cô người Cần Thơ để lại lai có chút lai người Tiều. Người Tiều Châu ở đây lúc đó là Việt Nam mình cũng có người Hoa nhiều. Yeah. Thật ra giờ cô là nhiều dòng máu trong người đó. Chắc là vì vậy mà cô khi mà cô lớn lên cô được hội đủ những cái đẹp của người Hoa, rồi người Tây nữa và Việt Nam nữa. Cảm ơn cô, nhưng mà thật sự thì người nào là người nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam. Đúng rồi, yeah. Cảm ơn cô. Vậy thì cái bước khởi đầu của cô hầu như khán giả cũng biết, đó là cô đến với ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Yeah. Với tên rất dễ thương là Em Bé Cẩm Hồng. Lâu lắm rồi giờ nhắc tới thì cô cũng mua một chút để nói Jimmy. Yeah. Lúc đó cô 11, 12 tuổi thôi. Yeah. Lúc đó cô ở Cần Thơ thì gia đình cô, ba má cô dời lên Sài Gòn. Thì khi cô lên Sài Gòn đó thì ba cô quen với bác sĩ Trương Ngọc Hơn. Mà ngày xưa bác sĩ Trương Ngọc Hơn là cộng tác đặc biệt với lại chương trình Ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Thì bác sĩ Trương Ngọc Hơn mới dẫn cô vô gặp ông thầy Nguyễn Đức đó. Thì coi như cô vô cô đầu quân luôn. Thì lúc đó cô nhỏ lắm, 11, 12 tuổi. Thì cô được trong Ban Việt Nhi, đồng thời lúc đó thầy Nguyễn Đức có thành lập ra một cái ban thiếu nhi nữa cho mấy đứa bé, là Ban Nhi Đồng ABC. Nó song song với Ban Việt Nhi. Yeah. Thí dụ Ban Việt Nhi thì phát thanh mỗi chủ nhật. Yeah. Còn Ban Nhi Đồng thì đó cô nhớ không làm thì như là chiều thứ tư hay sao đó. Không có nhớ. Thì cô được có mặt trong hai ban đó hết. Yeah. Vậy cô là Em Bé Cẩm Hồng. Oh, tại vì tên thật của cô là Nguyễn Thị Cẩm Hồng. À, thành ra cô lấy yeah. tên thật. Yeah. Mãi tới năm cô 15, 16 tuổi đó. Yeah. Khi mở dài được. Thầy cô mới lăn xê ra để đi hát thì thầy đổi lại là Phương Hồng Ngọc. Để tiếp nối cho Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế. Cô như là Phương Hồng Ngọc, như là Phương Hồng Úc, cái cô người Úc nhất là sau 75, trước ban 75 đó. Thì trong cái ban Nguyễn Đức là cô là những học trò nhỏ nhất. Dạ. Yeah. Trong cái nhóm mà thiếu nhi lúc nãy cô có kể là ABC đó cô. Ngoài ABC, cô thì còn ai nữa cô? Yeah, ABC. ABC ngày xưa thì có nhiều người nhưng mà không có người nào nổi tiếng ra làm ca sĩ như cô. Yeah. Vì sau đó cô là Phương Hồng Ngọc thôi. Còn mấy chị, mấy em trong đó thì chỉ là trong ban hát chung này nọ, trong ban thiếu nhi thôi, chứ chưa có một, hình như không có một ca sĩ nào đi riêng ra để làm một Phương Hồng nữa. Tại vì cô lúc đó là Phương Hồng nhỏ tuổi nhất thôi. Thì là năm 75, chắc có lẽ thầy cô cũng dự định lăn xê vài người nữa, nhưng mà 75 thì... Cái lúc mà các cô tới lò của nhạc sĩ Nguyễn Đức đó thì là vào mùa hè mới được đi học hay là cũng là trong vừa đi học bên chính thức bên ngoài cũng vừa đi học nhạc luôn thưa cô? Mình gọi anh hai đi ha, tại vì thầy Nguyễn Đức thì hay tuổi này gọi là anh hai luôn. Anh hai không phải gọi là bằng thầy hay chú gì hết. Dạ, không chú.
thì anh hai đó có những cái lớp nhạc, thí dụ ngày chủ nhật thì đặc biệt cho những mấy em bài, mấy chương trình Việt Nhi, để những em, những ca sĩ có mặt trong chương trình Việt Nhi và trong chương trình ABC thì ngày chủ nhật sẽ họp lại để mà thầy làm cái chương trình cho tuần tới, đi thâu, đi tập những bài hát những ngày nọ đó, thì là ngày chủ nhật đặc biệt cho hai chương trình đó. Còn ngày thường thì mỗi tối thầy có cái lớp nhạc, thầy có cái lớp nhạc ban đêm, thầy Nguyễn Đức đó, là anh hai Nguyễn Đức, thì có lớp học 2, 4, 6, có lớp học 3, 5, 7, thì có những người đóng tiền đi học, riêng những người mà thầy được được thầy nhận vô ban Việt Nhi, ban Nhi đồng ABC thì khỏi đóng tiền, thì coi như là cô Ngọc không có đóng tiền, nhưng mà cô Ngọc cũng nằm, cũng đi học mỗi đêm, cũng như là một tuần lễ thì cô đi học 2, 3 ngày, và ngày chủ nhật thì cô nhớ là cô lúc đó là cô với cô Quế là cùng lưới nhau, cùng lưới lưới đi đi học chung, nhưng mà sau đó thì cô Quế được thầy lăng xê trước, tại vì cô Quế lớn hơn cô, rồi cô Quế mặc áo dài được sớm hơn cô, thành là cô Quế thành ra được lăng xê trước là Phương Hồng Quế, rồi mới tới Phương Hồng Ngọc. Cái thời gian đó mình đi học ban đêm đó, cô có sợ ma không? Đó. Nhất Hồi đó hôm mà khi mà ban Tam Phương là Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế với Phương Hồng Ngọc hát lại chương trình đầu tiên của Asia có mời đó, thì Đúng chú Nam Lộc cũng hỏi phỏng vấn cái câu như Jimmy vừa nói đó. rồi. Thì lúc đó cô học ban đêm, tối cô với cô Quế đó thì đạp xe đạp, lúc đó đâu có tiền đâu, đâu có xe Honda, đi xe đạp. Thì cô Quế ở đường Hiền Vương, cô thì ở Phú Nhuận, thì hai chị em thì Quế qua Quế đón hai chị em, hình như là có khi Quế chở, có khi hai chiếc xe đạp, và đi học tối về, học buổi tối về đó, mà đi ngang nhà thương Nhi Đồng, con nhà thương Nhi Đồng là đường Trần Quốc Toản ngày xưa, bây giờ đổi là cái đường gì, hình như là 3 tháng 2 đây cô quên rồi đó, cô chỉ nhớ đường hồi xưa là Trần Quốc Toản, chợ cá Trần Quốc Toản đó. Thì khi đường nhà của thầy là đường Nguyễn Tri Phương thì phải đi Trần Quốc Toản mới đi về về với Hiền Dương, về phía Phú Nhuận nhà cô được, mà hả lần nào đi ra đi ngang cái nhà thương Nhi Đồng đó thì lại thấy cái nhà xác, tại nhà xác nó sát ngoài đường, mà hả mấy đứa nói nhau trời đi ngang nhà xác đó nha, là 1, 2, 3 phải đạp xe cho lẹ cho đi qua chỗ đó, tại tới đó sợ, mà càng sợ càng đạp lẹ thì nó xúc sinh. Phải đứng lại chỗ đó. Thật ra mọi lúc bây giờ cô mà gặp cô Quế hay nhắc lại tức cười sao kỳ, nó không xúc sinh lúc nào, nó xúc dây sinh lúc đó à, thật ra mà xúc sinh đâu có dám ngừng lại con, để mới leo xuống, trời ơi mà cứ chạy, dẫn bộ mà kéo xe đi sình sệt đi vậy đó, mà 10 lần như một không biết sao nữa, Đó cũng là kỷ niệm, không nghĩ ra là kỷ cô sẽ niệm, khó thật quên ra được. nhiều khi sợ quá rồi cái thầy mới nói thôi học tối thứ bảy đừng có về nữa, xin ba má ngủ lại ở nhà anh hai rồi để sáng họp luôn, tại là lúc sau tụi cô đỡ sợ cái đó, còn ngày thường thì hay bị cái đó, nhưng mà cái thời gian đó có nhiều kỷ niệm nhất con Đúng rồi. À, bên cạnh cô nè, cô Quế cũng có cô Phương Hoài Tâm nữa cô ha. đó. Thì là chị Tâm là lớn lớn nhất của dòng họ Phương, chị Phương Hoài Tâm, xong tới chị Phương Hồng Hạnh, Phương Quế, Phương Ngọc là Còn còn có một cô nữa mà khán giả cũng nhờ con hỏi, đó là cô Phương Hồng Loan. Phương Hồng Loan thì để coi cô không biết Phương Hồng Loan lúc đó thầy lăng xê trước cô hay sao, trước cô đó, nhưng mà chị Loan thì khi mà sau 75 có đi vượt biên với gia đình, với mấy con thì bị tai nạn mất, Tiếc quá. mất trên biển hả, thì chị Loan với lại hai người con. Giá như mà còn thì các cô Phương cùng họp Dạ lại là một đêm văn nghệ thì rất đúng là kỷ rồi, niệm cô tại ha. vì Phương Loan sau khi mà thầy lăng xê ra đi hát đó thì lập gia đình với chú đạo diễn Lê Hoàng Hoa đó con. Dạ Con đó, cảm ơn cô thật nhiều với những dạ chia sẻ này. coi như là 5 Phương Hồng tất cả chứ không phải 4, Ngũ Phương. ngũ phương, nhưng mà còn lại là tứ phương. Tứ phương thì cô Phương Hạnh thì ở trên Chicago, thì chị Phương Hạnh lâu rồi không có sinh hoạt trở lại, chỉ có cô với cô Quế với cô Tâm đó, thì có một dạo thì cùng hát chung tam ca cái bằng Tam Phương á, đi ra một thời gian, bây giờ thì thôi ngưng rồi. Đầu tiên là Ngũ Phương, sau Rồi Ngũ đó Phương, là Tứ xong rồi Phương Tứ bên hải Phương, ngoại, và cuối cùng còn có Tam Phương Tam thôi. Phương là sinh Bây hoạt giờ là nhất phương thôi, mỗi thời người một điểm đó, mỗi người một nơi. nơi. Cảm ơn cô thật nhiều, và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm Gunsum có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mang giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Thưa cô, lúc nãy cô kể là hồi lúc bé là cô với tên là Cẩm Hồng. Thì hình như cũng trong cái thời gian cô còn nhi đồng đó, cô cũng được đi đóng phim nữa. Dạ, đúng rồi Trương My. Thì cái thời gian cô là Cẩm Hồng, em bé Cẩm Hồng đó, thì cô còn nhớ lúc đó cô 12 tuổi. Lúc đây cô học lớp 12 tuổi, cô học lớp địa ngũ, địa ngũ, địa tứ hả? 23 tuổi là cô có nhớ đâu. Thì là cô đang đi học ở trong trường trường Nguyễn Bá Tồng, là trường của mấy ông cha đó con. Cái tự nhiên cô nghe cái ô bực lơ gọi cái loa đó thì nói là Nguyễn Thị Cẩm Hồng học lớp mấy gì đó lên văn phòng có chuyện. Phải không? Trời ơi, đang học mà nghe gì đó hết hồn là chắc mình bị phạt hay bị gì con thấy không? Xong cái thì mình đi xuống văn phòng á thì mình thấy người ta bu, mấy học sinh nó bu đông ở trong cái văn phòng của ông gia hiệu trưởng á. Thì nhìn vô thấy cô Thẩm Thúy Hằng. Mà lúc đó trời ơi, mình nghĩ làm sao mình gặp cô cái phần ngoài đời ha. Thì thấy cô Thẩm Thúy Hằng thì cha mới nói vô đây, con vô đây sửa soạn lên lấy cặp táp đi theo cô Hằng đi về để mà đi lại hãng phim đóng thử. Thì lúc đó có ba mẹ cô đi theo với cô Hằng nữa. Thì hỏi ra lúc đó thì cô Thẩm Thúy Hằng đang đóng cuốn phim đang hãng phim của cô Thẩm Thúy Hằng đang quay cuốn phim Chiều Kỷ Niệm. Chiều Kỷ Niệm là cái phim màu đầu tiên của Việt Nam. Phim màu hả? Phim màu con, đầu tiên. Thì phim màu đầu tiên thì phải. Rồi phim Nàng là sau đó hả? Sau đó. Thì có một cái phân cảnh là cái vai cô Thẩm Thúy Hằng hồi nhỏ. Nhưng nhớ lại hồi nhỏ đó thì bị ăn cướp vô giết ông nội, ông ngoại về trước mặt mình đó. Kể lại cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cổ đang kiếm một em bé nào có mặt giống cổ để mà mời đóng cái phân cảnh đó. Thì cổ đang đi tìm như vậy. Thì tình cờ tối ở đài truyền hình nó phát ra chương trình của ban thiếu nhi Nguyễn Đức. Thì lúc đó cô hát một bài, hình như cô hát bài Tình Cha hay là cái gì đó. Thì cô được quay khôp lăng là quay gần close up á. Thì sao cổ thấy cái cô có cái nét giống. Thành ra cổ mới gọi vô đài truyền hình hỏi cái chương trình thiếu nhi của ông Nguyễn Đức hôm qua đó có cái cô bé mà tên Cẩm Hồng. Cho tôi số địa chỉ. Thì ở trong đài truyền hình cho số địa chỉ. Thì sáng cổ mới lại nhà của ba má cô để nhờ nói là bây giờ chỉ muốn em bé vậy, muốn nhờ bé Cẩm Hồng vô quay thử coi được hay không. Trời, ba má cô là cũng thần tượng mà Thẩm Thúy Hằng mà nghe nói vậy thì thôi lẹ lẹ đi theo liền. Mới vô đà vô trong trường học cô để rước cô ra. Thì cô còn nhớ nha, trước cô đến hãng phim, đến phim trường đó, cái cô Thẩm Thúy Hằng đó make up cho cô trong cái xong biểu cô đóng, nói như vậy, nói con phải ra đó, lúc đó con phải diễn vậy. Sao tự nhiên không biết, có lẽ mình thích quá là mình ái mộ quá là sao không biết nữa, mà cổ biểu làm sao mình làm y chang vậy. Là thi kia làm được, cái cổ nói thôi được. Mà lúc đó đó thật sự là chưa có quay thiệt. Chỉ có test coi làm được hay không thôi, mà cũng đặt máy như là bây giờ mà đặt máy 4-5 máy vậy nha. Sao được cái lấy luôn.
tổ đãi cô rồi. À, cô được cái lấy luôn, tức nghĩa cô không phải trở lại một lần nữa. Yeah. Lấy luôn cái thư ký rồi cổ ký với ba má cô làm sao cô không biết. Cái từ đó về sau là một loạt phim mà Thẩm Mỹ Hằng đóng là cô đóng cái lúc mà nhỏ. Yeah. Nghĩa là đóng cùng vai vô với chị Hằng nhiều lắm á. Yeah. Xong mấy lại tới cô 15 tuổi thì cô được đóng một cái phim riêng là phim Trống Mái. À, Trống Mái là cô đóng tài tử chính trong cái phim Trống à, Mái cũng không chính đâu. Yeah. Nhưng mà cũng có hạn chút xíu chứ không phải đóng phim cô thiếu nhi là... à, không cũng cũng là thiếu nữ rồi, thiếu nữ rồi lúc phải thiếu nữ 15 tuổi nhưng mà thiếu nữ mà teenager thôi. Yeah. Lững lơ vậy đó. Yeah. Thì khi cô đóng cái phim đó đó thì muốn cô nói về kỷ niệm cái phim đó không? Được, mời cô nói cái kỷ niệm đó. Trong cô cũng mình lớn rồi mình hay nhắc là kỷ niệm ha. Yeah. Sau cái cô nhớ cái phim Trống Mái là quay ở Nha Trang. Yeah. Thì có một cái ngày đó là cô không có vai. Nhưng mà cô ở hotel mình cô buồn cô đi theo đoàn đi ra ngoài Hòn Chồng, lúc đó quay Hòn Chồng. Nha Trang. Cái cảnh của người khác đóng. Yeah. Hình như lúc đó là chú Quỳnh Thanh Trà với cô tài tử Ngọc Hạnh gì đó. Yeah. Người phải đóng vai chánh Trống Mái của Tự Lực Văn Đoàn đó con. Đúng rồi. Đó. Yeah. Cái công đúc chờ đợi cô thấy nước rồi cô là người thích bơi lắm. Thì cô đứng ở trên Hòn Chồng á, cô cũng đem đồ tắm sẵn cô bận. Rồi tắm cái cô thấy nước Hòn Chồng rồi cô tự nhiên á cô không sợ mà cũng không xin phép ai nữa. Cô nhảy xuống cái đùng ở dưới cô bơi. Và con biết cái Hòn Chồng mình bơi đi sống á, sống nhiều lắm tại mà cô gan lắm. Thì nó rút mình ra ngoài. Bơi thì một hồi nó rút vô thì sợ cho nó rút vô mà nó đập vô cái Hòn Chồng, mà Hòn Chồng lúc đó là toàn là con hào á con oyster đó đầy hết. Nếu nó kéo mình đập vô là nó thiệt, nó đắt lưng của mình á. Thì cô còn nhớ hoài. Có cô rất là nhớ ơn một cái anh ở trong một cái chú trong đoàn. Lúc đó là gọi là chú thì đúng hơn. Thì chú đó tên Hải Sơn gì đó. Mà giờ lâu quá cô không có liên lạc được. Đúng là người ơn của cô đó. Thì ông thấy thì ông nhảy xuống xe cô. À, lúc đó cô bị sóng đánh ra. Sóng đánh ra ngoài nhưng mà cô không có sợ, cô biết bơi cô không sợ. Nhưng mà cái sợ của người ta là khi sóng mà rút vô đó thì nó sẽ đập cô vô, cái lưng cô vô Hòn Chồng. Và cái ở dưới đất hiện thời đó là hào nó đóng lên những cục đá. Nó sẽ cắt tay, cắt chân. Mà cái ông đó đó, cái chú đó chú nhảy xuống, chú giang tay đỡ cô như nè, để khi mà nước sóng nó ập vô đó thì sẽ ập vô người cô. Thì lúc đó ông dịnh cô lại, ông nói là để hai chân lên chân của chú nè. Thì ông đứng lên cái đá để ông đưa cô vô. Mà hào nó cắt cái lưng ông hết, cái chân ông máu mày tùm lum để đỡ cô vô. Thì nói giờ cô còn thấy xót á. Mà là đó người ơn của cô cứu cô lúc đó. Thì đó, cái cô đưa cô lên thì cô không có bị gì, cô vẫn đóng phim được. Nhưng mà không phải băng bó ầm lum á, thôi tội nghiệp lắm. Nhưng kể từ đó thì chú Lê Vọng Hoàng đó, lúc đó đang dự định quay cuốn phim Nắng Chiều. Nắng Chiều và của cô Thanh Nga đó. Thì chú Lê Vọng Hoàng mới thấy trời ơi cô gan quá, bơi giỏi mà không có sợ nước. Rồi quay một cái đoạn nào để thấy cái nét cũng hơi giống chị Hằng. Thì có một cái vai là cũng vai nữ trong đó là đóng vai cousin của cô Hằng là người em họ. Yeah, trong phim Nắng Chiều là phim Nắng Chiều đó. Thanh Nga. Yeah. Nắng Chiều của cô Thanh Nga rồi. Yeah. Có chú Hồng Cường, có những tài tử nhiều lắm. Phải nói cố tài tử, cố nhiều tài cố tài tử lắm. Yeah. Rồi. Mất gần hết rồi. Mất gần hết rồi đó con. Yeah. Thì cô được mời đóng phim đó. Yeah. Nhưng mà về sau đó khi mà cô đóng ký giấy xong đóng rồi đó thì mới nghe trong đó nói là cái vai này đã ký cho một nữ tài tử khác rồi. Nhưng mà tại vì chú Lê Minh Hoàng mới thấy cô hợp vai hơn. Thành ra mới cancel người đó để mời cô. Nhưng mà cũng đền mũi người đó. Nhưng mà lúc mà cô quay rồi, lúc sau cô mới biết chứ thật sự nếu lúc đầu cô cũng không nhận đâu. Tại vì gì mình bỏ người ta ha. Nhưng mà về cái nhu cầu của hạng của cái vai thì producer nó phải chấp nhận thôi. Còn thấy nó hợp vai hơn. Thì hợp vai hơn là thứ nhất cô còn trẻ, cô đúng cái tuổi cái vai trong cái nhân vật trong phim đó. Cái tuổi của cô đúng cái nhân vật và cái tính chất của cũng đúng cái nhân vật như vậy luôn. Là gan và nó nghe thơ mà. Nó cái con gái mới lớn mà. Bốc đồng. Thành ra bốc đồng không có suy nghĩ hay này nọ chứ cũng phải là gì. Thành ra chú Lê Hoàng á là người mời cô đóng tiếp tục cái phim thứ hai là phim Nắng Chiều. Dạ. Thì... còn phim Nàng thì sao cô?
cái phim Nàng đó thì là đóng với cô Thẩm Hằng, cô nói con đó sao cái chiều kỷ niệm thì Nàng gì nữa, Mãnh Lực Động Tiền này nọ đó, Mãnh Lực Động Tiền thì cô đóng riêng, nhưng mà những ba cái phim Nàng, Con Đường Trắng, Tình gì đó thì cô đóng toàn là vai cô Thẩm Tri Hoài nhỏ, là đóng như là hai chị, hồi tưởng, hai người hồi tưởng, hồi tưởng cũng là... như nhỏ cái lớn thì từ từ cái cuối cùng là vai cô Hằng đó. Cái này con có cái nhận xét mà cái này hôm nay con cũng muốn chia sẻ với cô luôn. Con đôi khi con thấy cô hát cái thời những cuốn băng video trước đây, thấy cô có cái nét cũng giống cô Thanh Nga, mà khi cô đóng phim thì cũng có nét giống cô Thẩm Thúy Hằng. Nhưng nét... mình na ná. Đúng rồi, mà... cô đóng là những vai. Nhưng mà thật ra thì được đóng giống, được giống người đẹp mình cũng thích vậy. Phải không con? Nhưng mà đó chắc có lẽ có một góc nào đó, cái ảnh góc nào mình giống thì mình được hên vậy thôi. Phải nói là cô đi vào điện ảnh rất là hên và rất là tình cờ. Tại cô không bao giờ cô nghĩ cô được đóng phim á. Cô không bao giờ cô nghĩ hết á. Nhưng mà tình cờ là kêu Hằng, cô Hằng đang kiếm người. Mà cô Thẩm Thúy Hằng bây giờ cô còn có liên lạc cô như thế nào rồi thưa cô? Thì cô Hằng bây giờ là cũng như là ẩn dật rồi, cô ẩn tu. Thì cô có dịp về Việt Nam mà cách đây mười mấy năm á, thì cô cũng có đi thăm. Vài năm gần đây thì cô không khó liên lạc lắm. Thì nghe nói mấy chị em trong đó nói là cô không có muốn tiếp xúc với ngoài nhiều, chỉ muốn cho yên tĩnh để cô tĩnh tâm đó. Thành ra vài năm nay cô không có đi thăm được. Tuy nhiên là cũng hỏi thăm thì cũng còn mạnh khỏe không. Với những khán giả mà yêu mến nền văn hóa nghệ thuật trước năm 75, thì với những khán giả đó vẫn còn rất quý các cô như là cô đây hay là cô Thẩm Thúy Hằng. Cho nên trên làn sóng này nếu mà cô Thẩm Thúy Hằng có xem được thì cũng là một cái lời cầu chúc cô thật nhiều bình an trong những ngày tới. Thì cô cũng mong vậy, tại vì cô rất là thương chị Hằng. Tại vì chị Hằng coi cô như em gái. Tại vì đóng chung nhiều với lại mình có nét giống giống á, thì chị Hằng có nói chắc kiếp trước em là em của chị thiệt. Vâng, cảm ơn cô thật nhiều, và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng những màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Thưa cô, con có được nghe một bài hát mà cô thâu trước năm 75 cho hạng dĩa Sóng Nhạc thì phải. Đó là bài Cát Bụi. Đúng không? Cát Bụi. Cái bài mà bài nói của về chú Anh Bằng. Chú Anh Nhạc sĩ Anh Bằng. Đúng rồi. Rồi đó cô đóng coi như là cái dĩa nhạc cô dĩa thâu nhạc đầu tiên. Tại vì cái bài đó cô thâu rồi cô có mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi. Ồ vậy hả? Con nghe cái giọng tưởng là cô kia đã lớn đã... Không, nhỏ lắm. Tại lúc đó cô còn trong ban Nhi Đồng Nguyễn Đức mà, ban ABC đó. Thì là cô thâu cái dĩa cho Sóng Nhạc. Nhưng mà phải nói á, thâu nhạc bây giờ, thâu CD bây giờ nó rất là dễ. Tại vì mình thâu, mình hư khúc nào, hư chữ nào á, thì mình sửa chữ đó thôi. Con đồng ý không? Dạ đúng rồi. Rồi nhạc thì làm trước. Mình đưa cho mình nghe xong rồi mình cứ theo đó mình hát. Nó có nhiều cái track khác nhau. Còn ngày xưa đó, khi mà thâu á là nguyên một dàn nhạc, nguyên băng nhạc, mấy bác nào ngồi sẵn thì đứng, mình đứng cầm micro mình hát. Hả hư là thâu lại từ đầu. Thành ra nó rất là căng thẳng. Nó rất là căng thẳng. Nó không, người ta không có sửa. Ta không có sửa từng chữ hay từng đoạn gì đó. Có khi á, có người hên á thì hát 5-10 lần được lấy. Nhưng mà thường thường hát khi ngày mai phải trở lại. Hát live hết. Hát live, coi như live. Hư một cái là phải đấy. Và lúc đó có lẽ là cô còn nhỏ mà cô cũng sợ ông thầy cô lắm. Thầy Nguyễn Đức dẫn đi mà. Chú Anh Bằng rồi thầy anh hai Nguyễn Đức cái gì. Mà nhỏ mà cái bài đó cũng mấy thì cô thâu hình như đó vài ba lần à, cô được lấy luôn. Ôi, vậy cũng rất là may mắn. Tại vì thiếu nhi thầy đó cũng có kén lắm. Có nhạc tình thì nó khác ha. Thành ra cái bài đó. Sao con biết bài đó vậy? Con có nghe trên YouTube và có một lần cô có hát trên Isa nữa, một đoạn nhỏ thôi. À đó, đó thì cái show đầu tiên cô trở lại hát Isa có nói chuyện đó đó. Thì cô không tìm được, lúc đó chưa tìm được cái dĩa đó thì con hát lại, nhưng hình cô sao đần khán giả có gửi cho cô. Đúng rồi. Cái bài đó là và mẹ nói chết trong cơn kinh biến quê hương, ôi quá thê lương, biết đâu tìm thương yêu cho thân nơi nương nhờ đời. Nhìn lên ngựa sẽ nhiều quá thở
buổi rất là kỷ niệm. Và ngoài bài đó thì cô còn thâu bài nào nữa không cô, thời trước 75? Trước 75 thì cô thâu một loạt bài thiếu nhi thì rất là nhiều. Và sau đó thì cô đóng phim nhiều hơn. Phải nói là trước 75 mà sau khi cô đóng phim với cô Hằng rồi cô lớn lớn, cô đóng Nắng Chiều này nọ thì cô đi đóng phim nhiều hơn. Rồi cô không có, với cô lập gia đình nữa thì cô không có đi hát nhiều. Cô hát phòng trà sơ sơ thôi. Rồi sau 75 cô đi hát nhiều. Phòng trà nào cái thời trước 75 cô cộng tác mà cái... Thí dụ cô hát Bắc Sim nè, cô hát Bồng Lai nè, cô hát Liberty nè. Như đa số những cái phòng trà, những cái night club và những dancing ở Sài Gòn thì tụi cô đều có hát hết. Tụi cô cũng như là say tour, thí dụ như là một tối một ca sĩ đi chừng 5 chỗ, 6 chỗ, rồi xong lại lâu lâu lại đổi một cái đường khác vậy đó. Một cái khác. Chứ không có cái công tra là bao nhiêu? Không có cái công tra. Có bác sim, không đó. Để nhớ khách sạn này nọ. Con có nghe cô lúc không nãy trên xe con nghe lén được, cô có đi hát cái tổng y viện Cộng Hòa nữa. Cho các thương viện binh. Thì cái hồi đó thì cô ở học trong trường đó thì hè hay là các cha hay dẫn mấy nữ sinh đi đi kêu bằng gì, đi phát quà, đi quỷ lạo cho các chiến sĩ ở trong bệnh viện Cộng Hòa. Và chương trình Nguyễn Đức là ông thầy anh hai Nguyễn Đức cũng có dẫn các tụi cô đó. Hồi đó có chị Phương Hồng Hạnh, chị Phương Hồng Tâm là mấy chị lớn Quế, rồi mấy nguyên ban thiếu nhi vô hát đầu giường hát cho tội nghiệp lắm, cầm cái đàn guitar để hát cho mấy người đó. Thành ra cô cũng còn những kỷ niệm nhiều. Thành ra hồi nãy trên đường Jimmy đón cô nói chuyện với chị Phương Hồng Hạnh đó, nhắc lại cái đó. Mà cô cái thời trước 75 cô đi hát tiền đồn không thưa cô? Có chứ, ca sĩ nào chẳng đi hát tiền đồn. Cô hát tiền đồn chung với Phương Quế nhiều lắm. Con nghe cô Quế thì cũng có những cái sự cố lúc hát tiền đồn nhiều lắm. Riêng cô thì cô có những cái sự cố nào hôm nay cô xin chia sẻ, như là bơm đạn đó, tiền đồn thì đó. Nhiều khi hai đi hát thì mình nghe mình hát tiền đồn thì mình đi xuống máy bay trực thăng bỏ mình xuống. Rồi cái là vô cái lô cốt đứng ở dưới hát, chứ mình đâu phải đứng ngoài sân khấu. Tại vì nó phát kích. Mình hát thì mình chỉ thấy là mình biết là cái loa phát ra thì nhiều người cái đồn khác nghe, chứ mình không thấy chiến sĩ nào hết. Rồi mình đang hát gì đó là phát kích xuống cái đùng cái là mình giật mình rồi ngưng hát. Chưa kể có nhiều ca sĩ, con không biết con nghe cô Quế kể chuyện không, trong cái nhóm ca sĩ của mấy cô thời đó có chị Trúc Ly. Ca sĩ Trúc Ly mà không phải chị Trúc Ly lớn, cô Trúc Ly nhỏ mà trong bị đoàn văn nghệ trung ương đó. Cổ bị liệu một lần mà pháo kích mà đùng một cái là thôi, cổ nói liệu ôm sùm trong đó. Buồn cười lắm đó. Là cái tiền đồn. Hoặc là tụi cô cũng đi hát Noel rồi cái là đi trực thăng thả mấy ca sĩ xuống mấy cái chiến hạm đó. Hát cho mấy ở dưới rừng U Minh này nọ. Cũng đi xa lắm con. Hoặc lâu lâu đi lên Pleiku hát cho những cái mấy không quân đóng đô trên đó đó. Thì cô cũng đi lên nó hát. Nhưng mà đa số ca sĩ hồi xưa đó đều phải đi tiền đồn, đi tiền đồn, đi phục vụ chiến sĩ có. Cái thời đó cô có hát trong những chương trình chiêu hồi không thưa cô? Cô không hát trong chiêu hồi. Nhưng mà hầu hết những ca sĩ lúc đó thì đang ở trong, cũng ở trong ban văn nghệ mà dân vận, á, dân vận của ông tổng bộ trưởng Hoàng Đức Nhã. Bên cạnh ban Việt Nhi thì cô còn cộng tác với những ban nào nữa không thưa cô? Ban Việt Nhi là những cái đó, coi như là cái đầu tiên của cô. Khi cô lớn thì cô giống như cô hát tiếng hát 20 với lại anh Nhật Trường, chú Nhật Trường đó. Và những cái dòng châu kỳ có những chương trình cũng mời cô hát, rồi cô cũng đi lên trên đài truyền hình, cô đóng phim, đóng kịch những cái ban như là của cô Thúy Hồng hay nọ cũng đóng. Tại vì lúc sau cô lập gia đình với chú Ngọc Đức. Chú Ngọc Đức thì chú cũng là diễn viên kịch ảnh với chú diễn viên kịch. Thành ra cũng có đóng chung. Nhưng mà cô nhắc đến chú Ngọc Đức đó, thì con có coi một cuốn phim mà được biết đây là cuốn phim cuối cùng của Sài Gòn trước khi mà bị thất thủ. Đó là cuốn phim Dẫn Mặt Tử Thần thì phải. Dẫn Mặt Tử Thần có cô Hằng đóng với cô và có chú Ngọc Đức nữa. Đúng. Thì cái phim đó chưa kịp ra ngoài, chưa kịp trình chiếu ở ngoài công chúng. Thì cô đang quay thì 75 đó. Thì lúc đó là cô nè với cô Hằng với chú Ngọc Đức
chú La Tân nữa, quay ở Đà Lạt, Đà Lạt thì phải. Yeah. Cái đó là của Đà Lạt. Và cũng rất may là những cuốn phim đó bên hải ngoại này cũng có các trung tâm phát hành lại, cho nên mới thấy thì được cái tại vì cái master đó thì ở ngoài, ở hình như ở Đài Loan và Hồng Kông. Thật ra ta còn đó thì người ta mua lại, người ta ráp lại thì cũng biết thì còn chưa có phần, chưa lúc đó là quay thôi chứ chưa có edit, chưa có làm một cái chính thức, một cái master để mà trình chiếu. Đó là cái giống như là cái phim Nắng Chiều của cô. Thì ngày xưa đó thì đã trình chiếu, nhưng mà lúc đó là ông Ngô Khắc Tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin, rất là khó, là cắt rất là nhiều. Chỉ thấy cái đoạn cô nhảy xuống bơi và sau lưng là cắt. Con hiểu không? Mặc dù là đặt 6 cái máy, quay trước, quay sau, quay tùm lum hết. Nhưng mà khi mà ra vậy là bị kiểm duyệt hết. Thật ra cái phim trình chiếu chỉ thấy cái lưng cô xuống nhảy xuống bơi vậy là thôi. Nhưng mà sau khi đó, sau 75 thì hình như là Thuyết Nga mua lại được cái master. Đúng rồi. Hình như Thuyết Nga mua lại cái master thì cái chắn của master không có bị kiểm duyệt. Thầy thấy những cái cảnh cô còn quá sexy. Dạ đúng. Tới cô còn ngạc nhiên nữa. Cô còn nói, ủa hồi đó mình có quay gì? Nhưng mà tại vì đó mình đâu thấy đâu, cô hiểu không? Đúng rồi. Đó, hồi đó cô rất là nhỏ. Lúc đó cô quay có 15, 16, 15 tuổi à. Tại cô còn coi lại, cô còn rất ngạc nhiên. Cô nói, ủa, hồi đó mình còn bạo dữ vậy nữa. Mà tôi không biết, tôi quay nhiều cái góc ảnh đó thì khi cái master sẵn để ta để nguyên vậy. Chứ cái thời đó mà làm sao mà được mà những cảnh đó, con thấy không? Con có xem phim đó, con nói wow, đúng đó cô thẩm tuyến. Tới giờ cô mà còn ngạc nhiên, tôi cô coi cũng, trời ơi, hồi đó mà thấy như vậy chắc bị đòn chết. Đúng không? Bây giờ thì mình thấy đó là những cái hình ảnh nghệ thuật. Nhưng mà với các cụ ngày xưa thì đó là những hình ảnh nó tươi mát quá. Bây giờ thì không sao hết, cho những phim đó thì cô nói tiền không có gì hết. Nhưng mà nếu ngày xưa gì đâu được con, thấy không? Mà lúc mà trình chiếu cô cũng không thấy cái đó, thì sao mình đâu có nói trong phim gì được. Đúng vậy. Đó là sau cái này, sau cô thấy là chị Nga mua được rồi, cái cô có được cuốn mang về cô xem, cô hết hồn, cô nói ủa quay bạo vậy nè. Và đó là một trong những cuốn phim mà để lại rất nhiều dấu ấn trong khán giả với cô Phương Hồng Ngọc. Và sau một vài phút thương mại thì hai cô cháu chúng tôi sẽ trở lại với những câu chuyện. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng dẫn màn ảnh và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Phương Hồng Ngọc. Và bên cạnh những cái cuốn phim mà cô lúc nãy có nhắc đó là cái phim Nắng Chiều là cái phim mà dấu ấn nhất. Thì cái phim Nắng Chiều đó thì cái vai cô cá tính vô cùng. Nhiều người xem á, nhiều người ghét quá. Thì cái phim Nắng Chiều đó thì là phải nói là cái phim, hình như cái phim đó là phim màu đầu tiên thì đúng. Đúng rồi. Mà lúc đó là Đại hội Điện ảnh Á Châu. Dạ. Tại Việt Nam và bao nhiêu tài tử bên Á Châu đều về nước mình để năm 1974, nếu cô nhớ không lầm. Nó có cái đại hội điện ảnh Á Châu diễn ra tại Việt Nam. Những tài tử nổi tiếng giống như Chân Trân,
giống như Tạ Hiền, giống như là nhiều lắm, Đại Khái nhiều lắm, Thanh Thanh đều về mình đó. Thì coi như là nhóm tài tử Việt Nam được cái giải là nhiều người đẹp nhất. Wow. Ghê chưa, mình cũng được hãnh diện ha. Mà cô là một trong những tài tử nhỏ tuổi nhất trong đám. Bên cạnh cô Thanh Nga cô ha. Thanh Nga, Thanh Lan đồ này Kiều nọ, Trinh. Kiều Trinh, thậm chí Hằng nha. Cô đàn em nhỏ nhất trong đó thì mình được được bình chọn là có nhiều nữ tài tử đẹp nhất. Tại lúc đó đó thì mấy người đó mới qua nước mình, mình nghe mấy đạo diễn rồi nói chuyện nhau đó, để bình chọn mình nói người Việt Nam mình ra đường nhiều, thấy nhiều người đẹp lắm. Kể như ra đường nhiều khi thấy mấy cô bán sinh tố hay gì đó cũng có thể đẹp. Đúng, cũng rồi. Có người đẹp. Còn người ta nói bên nước người ta đó chỉ có diễn viên mới đẹp, cái tìm ở ngoài hả hả đẹp cái đi đi làm diễn viên hết rồi. Đó là như vậy đó. Thì cô nghe nói như vậy thôi. Rồi lúc đó cái phim Nắng Chiều thì được bình chọn là hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp nhất. Dạ. Và bên cạnh đó thì vào những khi mà sau năm 75 đó thì cô Thanh Nga mất, thì lúc đó như cô vẫn còn ở Việt Nam phải không? Cô còn nhớ. Lúc cô tới 85 mới đi con. Thì khi cô Thanh Nga mất, cô có đi đi đến viếng này nọ, rất là bàng hoàng, rất là tội nghiệp. Thì cổ mất năm đó là cũng là cái năm tuổi của cổ luôn. Năm đó cô 36 tuổi. Cô còn nhớ. Năm đó cô Thanh Nga 36 tuổi. Thì cô nhỏ con, thật ra có một cái sự cũng như là nó gần là mình cùng một con giáp. Cô một tuổi ngọ luôn. Và cũng sau năm 75 thì cô cùng với gia đình đã qua bên Pháp tị nạn. Tị nạn thì không có. Tại vì ba cô Tây Lai. Là hồi gia hương, cô là hả? Gia đình cô đi hồi hương. Chứ không phải là tị nạn. Gia đình cô hồi hương thì là ba cô là quốc tịch Pháp. Thật ra tất cả con cái được đi hết. Thì lúc đó là mấy em cô trước bảy trước trước khi đi thì mấy em cô dưới 18 tuổi thì tự động được đi với ba một lượt, còn cô là trên 18 tuổi và có lập gia đình rồi thì cô ở lại đợi ba đi qua bên đó. Là lúc ba cô đi năm 77 thì ba cô đi qua bên Pháp làm giấy bảo lãnh cho gia đình cô á. Tới 85 cô mới đi. Cô mới qua. Và cũng trong những cái thời gian ở Pháp thì cô đã cộng tác với nhiều trung tâm, và con nhớ nhất là bên Thúy Nga cô cũng đã hát, và đặc biệt là cô còn đóng cải lương nữa. Đi biển một mình. Con biết làm sao không? Trời ơi, con tìm hiểu kỹ ha. Tại vì hồi lúc đó đó cô qua đó là Thúy Nga còn chưa qua Mỹ, còn ở bên Pháp. Thì bên đó diễn viên ít lắm, ca sĩ cũng ít. Thì rồi cô là cái cuốn thứ hai của cô Thúy Nga, của Paris By Night là có mặt cô rồi. Tới cuốn mười mấy nhiêu đó, cũng làm nhiều lắm. Tới năm cô 8, năm 1989, thì cô qua Mỹ định cư, thì cô không có hợp tác nữa. Thì lúc đó ha, cô đóng kịch nữa nha, đóng cái lương nữa nha. Lúc cô hát cái lương, cô buồn cười lắm. Cô sợ lắm, mà cô rất là thích hát. Nhưng mà cô nói thật nha, tân nhạc dễ hát nhiều quá con. Đúng. Chứ cổ nhạc cái lương khó lắm á. Cô rất là kính phục mấy người đó đó. Tại vì vừa hát vừa diễn này nọ đó, khó lắm rồi con. Phải nhớ, phải vô nghiệp nữa. Cái cô còn nhớ là anh Phương Thanh thì đóng vai là bồ của cô. Thì cô hát một câu đó thôi thì chị Kiều Mỹ Lý dạy cô. Mà Phương Thanh đứng sau lưng để đập nhịp cho cô hát nè. Mà cô hát cái mặt cô căng thẳng. Mà đâu có phải quay được như bây giờ. Hồi xưa là ở đó, hồi xưa cô Thúy Nga là mướn tay. Phòng thâu của tay nó tính từng giây á, giờ đó mình mà thâu trễ là nó tính tiền dữ lắm. Cô cũng biết không? Thật ra không có được quyền sai nha. Quay căng thẳng quay một cái rét chưa. Cô hát mà Phương Thành ôm cô về cái tay sao cũng nhịp cho cô hát. Phương Thành ấy, ráng nghe Ngọc, ráng hát đừng có hư nha. Quay lại một cái là tốn tiền bà Thúy đó. Thúy sao cũng đổ đãi cũng hát được. Đúng rồi. Bây giờ hát coi lời cô bắt tức cười quá. Con cứ tưởng đâu lúc đó là cô đã học cả lương từ đâu Việt Nam rồi đó. Đâu chứ. Có học đâu. Hồi xưa đó cô cũng mê lắm. Thì chú Ngọc Đức có chở cô lại gặp chú Văn Dĩ để tập. Đó hồi chú Văn Dĩ còn sống tập. Nhưng mà cô hát thì chú Dĩ nói, cái giọng ngõ này được đó. Nhưng mà chắc lúc đó là mắc công việc nhiều hay sao học nửa chừng bỏ. Cái lâu lâu gặp lại cô nói trời ơi sao con không đi học nữa Ngọc. Ngọc có giọng, Ngọc hát được á. Mà nó không sao kỳ quá chú ơi, con tập hoài nó không vô nhịp.
Bây giờ thỉnh thoảng bạn bè tụ nhau lại thì cũng hát vài câu, mà hát tầm bậy chơi cho vui vậy thôi. Dạ. Chứ ra sân khấu chắc không về không hát. Bây giờ cô dám hát lại cải lương không, giọng cổ không? Nếu cô có thích lắm, nếu mà có dịp mà người ta tập cô cũng dám lắm. Dạ, vậy còn nhớ nhịp nhàng cô hả? Không nhớ nhưng mà tập lại. Tập lại cô được. Nghĩ bây giờ, nhưng mà cô vẫn rất là thích. Và cô nói là cái phải nói cái bộ phận cái lương không phải dễ. Đúng rồi. Cô rất là phục mấy người hát giọng cổ cái lương mà hay á. Là cô rất là kính phục á. Tại vì hát không thì không nói gì, vừa hát vừa diễn vừa này nọ, nhất là những cái tù vừa mà hương xa con thấy không. Mà cô rất là thích mặc đồ thầm công chúa này nọ ha, mà cô chưa bao giờ có dịu. Và cũng trong những tháng ngày bên Tây thì thấy cô có ra một cuốn băng, những cuốn băng đầu tiên của cô là Bóng Người Đi hay Trách Người Đi về đó. Bóng Người Đi. Bóng Người Đi. Dạ. Thì đó cô hát cho Thúy Nga thì có ra cái cassette. Dạ, Bóng Người Đi. Dạ. Rồi khi cô qua đây đó thì cô hát cho nhiều trung tâm. Dạ. Nhưng rồi cô làm riêng cho cô thì có cái một cái là Cho Người Tôi Yêu, cái CD của cô. Yeah. Rồi mấy cái CD quê hương là trở về là của Thánh Ca. Thì cô có với lại một vài cuốn Thánh Ca. Lúc sau này thì cô không có sinh hoạt nhiều, cô không đi hát nhiều. Đa số là cô hát những cái chương trình từ thiện. Đó, thành ra. Bây giờ nếu mà khán giả muốn mua những cuốn băng, những CD của cô thì như thế nào thưa cô? Cô không có bán ở ngoài, cô không đưa ngoài, nhưng mà nếu người ta liên hệ với cô cũng có thể gửi được. Lâu rồi vậy cô cũng dạo này thì cô mới đi một tour châu Âu vậy nè con. Cô đi hát để gây quỹ từ thiện giúp cho những hoàn cảnh nghèo khổ. Con có thấy được những cái hoạt động của cô rất là nhiều ở bên Việt Nam, giúp đỡ những người khó khăn, người nghèo bên đó. Và con cũng chúc cô là cái công việc bác ái này sẽ ngày càng được mọi người ủng hộ. Cảm và giúp con. Đỡ những người ở bên Việt Nam. Cảm cùng với con. Các cha. Cảm ơn con. Thì cô đi thật sự là cô không có phải cô giúp cho những người nghèo không phân biệt tôn giáo. Nhưng mà có một thời gian cô đi chung với cha Nguyễn Sang, tiếng hát về người nghèo. Rồi cô cũng tại trước khi cô đi hợp tác chung với cha Sang, cô cũng đã đi làm từ thiện riêng với gia đình cô đó. Thì những cái người mà cô đã quen trước thì thỉnh thoảng cô cũng giúp với cha ở vùng cao nguyên này, con làm giếng nước hay là cô làm cầu này đó. Có làm gì thôi. Làm trong cái khả năng nhỏ bé của mình thôi. Con lúc nãy có nghe cô nhắc đến là chú Ngọc Đức là một trong những kịch sĩ lớn của miền Nam Việt Nam mình. Thì chú mất vào năm nào? Hồi năm nào thưa cô? Chú Ngọc Đức mất chắc 5 năm rồi con. Thì bây giờ là hai đứa con của chú Ngọc Đức với cô đó còn ở với cô ở Houston. Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm bây giờ với một người đồng nghiệp thì cô nghĩ về chú Ngọc Đức như thế nào? Với những kỷ niệm. Nói về đồng nghiệp đó thì khi mà cô lập gia đình với chú Ngọc Đức, cô rất là trẻ. Chú Ngọc Đức lớn hơn cô có gần 20 tuổi đó. Mà lúc đó là chú Ngọc Đức là lại nổi tiếng về kịch nghệ và điện ảnh. Thì cô ra thì cô đi hát. Thì phải nói là mình thì nếu mà dù sao cũng là một người chồng trước của cô. Mà nếu mà cô khen thì nó cũng kỳ ha. Nhưng mà nói công tâm mà nói là chú Ngọc Đức rất có tài trong cái làng kịch nghệ. Chú là có một thời gian ở lại sau mà 75 á, chú trong ban kịch Kim Cương á, đóng những vai với Kim Cương. Thì chưa mà Ngọc mà cô thấy sau này khi mà chú đi rồi đó, những cái vở mà đóng trở lại đó thì cũng khó tìm người thay cái vai đó. Người ta thay vai của chú Đức. Thì chú Đức đóng rất là cái bằng rất là thật á. Chú Đức cũng nhưng mà chú Đức không có theo nghề lâu được, thì sao theo cô đi qua bên Pháp á. Bên Pháp đó không có cái môi trường về kịch nghệ. Rồi sau khi đó là cô với chú lại chia tay, thì chú về Việt Nam, chú lập gia đình lại bên đó. Thì chú không có tiếp tục nữa. Rồi cái chú mất luôn bên đó. Chú Ngọc Đức thì con và khán giả vẫn còn nhớ là trong Dưới Hai Màu Áo. Dưới Hai Màu Áo, Lá Sầu Riêng. Có cái ấn tượng nhất là sau 75 chú đóng chung với cô Kim Cương đó. Là cái một cái tuồng đó là chỉ có hai người thôi. Cô ngoài quên cái đó là cái gì chứ? Cái tựa đề là gì cô quên rồi nè. Nhưng mà chỉ có hai vai mà đóng 2 tiếng đồng hồ. Wow, đó là cái hay của cái kịch hồi đó. Cô sợ luôn á. Hai người mà đóng 2 tiếng đồng hồ mà người ta vẫn coi, con ơi vẫn theo dõi từ đầu cuối đó. Thì đó là cái tiếc sao tự nhiên cô quên cái tên của vở tuồng đó.
rất thích. Đó là những cái mà ấn tượng nhất, mà tới giờ phút này chính cô Kim Cương cũng công nhận là không có một người nào thay cái vai đó được đó. Thì khi mà chú đi là bỏ cái tuồng đó luôn. Rất ổn, rất tiếc cô. Cái tuồng đó là của phỏng theo cái truyện nổi tiếng của Nga, của Liên Xô. Hai người đóng từ đầu đến cuối. À, cô ơi, hôm nay con rất cảm ơn cô đã đến với chương trình của con, đã chia sẻ những kỷ niệm ngày xưa của cô đi hát. Con chúc cô những công việc bác ái những ngày tới thật nhiều bình an và may mắn. Cảm ơn Jimmy. Qua cái chương trình này thì cảm ơn Jimmy để tạo điều kiện để cô lên đây để được chia sẻ cũng như gặp lại khán giả. Tại vì lâu lắm rồi cô không có về Cali. Thành ra cô cũng muốn lời cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã yêu mến Phương Ngọc và đã tiếp tay cho Phương Ngọc cái thời gian qua để làm những chương trình bác ái. Và mong rằng quý vị tiếp tục nữa giúp cho những người khốn khổ tại Việt Nam cũng như những nơi mà đang gặp thiên tai cần chúng ta giúp đỡ. Và cũng mong tất cả quý vị những cái chương trình của Phương Ngọc có làm mà có ủng hộ được, đó là một lời cảm ơn và một lời nhắn nhủ. Lúc nào cũng rất cần sự cộng tác của quý vị. Và một lần nữa cảm ơn Jimmy và chúc cho Jimmy lúc nào cái chương trình đó là rất mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Và hy vọng mà lần tới cô về đây lại được trò chuyện với Jimmy. Và nếu từ nãy giờ mà nói cái gì nó hơi quá đáng thì bỏ qua giùm. Con cảm ơn cô. Con thì rất mong một ngày có cô Phương Hồng Hạnh nè, cô Phương Hồng Quế và cô lên cùng tâm tình cái khán đó giả. Cô cũng ráng nè, Jimmy ráng đi ha. Nếu mà Jimmy mà rủ được mấy chị về á, cô Ngọc ở đâu cô Ngọc cũng bay về á. Đó là một cái chương trình mà nói về những ca sĩ dòng họ Phương của gia đình Nguyễn Đức. Cảm ơn cô thật nhiều. Và cùng với lời chào của cô Phương Hồng Ngọc xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.